tôi diệt là thường, vì nhân rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật nó sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, với pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nagama dhammo nigama sa dhammo na cha viyang ekakula sa dhammo sappa sa loka sa sade wakasa ese wa dhammo yadidang ani. Nagama dhammo nigama sa dhammo na cha viyang ekakula sa dhammo sappa loka sa sade vaka e se wa dhammo ya di đăng cha đúc ca ta naga ma dhammo ni ga ma sa dhammo na cha e ka kula sa dhammo sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa e se wa dhammo ya di đăng anatta ta. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chừng ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có gọi là khổ não, là pháp thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp đó chẳng phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Ya ra đam mô mi ya răng a na ti to ya thi đam mô mi ya thin a na ti to ma ra na đam mô mi ma ra năng a na ti to sabbe hi me bi ye hi ma na be hi na na pa vo vi na pa vo kam ma sa ko mi kam ma da ya do cam ma yo ni cam ma ban du cam ma ba ti sarano yang cam karisa mi kali nang wa pa pa kang wa ta sa da ya do ba wi sa mi e wang am he hi a pen hang ba cha we khi thap pang. Thế Tôn lại dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Hu ye mi dham mang ku su me na ne na pun ye na me te na cha ho tu mok khang
Bập băng mì la gia thì giá tha y đẳng mê ca vô tà tha gia thì quy na sa pa văn u ye mì đạm măng cù su mê na nê na bún nhê na mê tê na cha hô thù móc khăn bập băng mì la gia thì giá tha y đẳng mê ca vô tà tha gia thì quy na sa pa văn U ye mi sang găng cù su mê na nê na bún nhê na mê tê na cha hô tù mốc bập băng mi la gia thì giá tha y đắng mê ca vô ta tha gia thì quy na sa pa văn dân hoa cũng đến Phật đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tấm thân tự đại khỏi sao điêu tàn dân hoa cũng đến đâm ma nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tấm thân tự đại khỏi sao điêu tàn dân hoa cũng đến tăng già nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakkhantu banino Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakkhantu no sada Y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô Y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô Y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô Chư thiên ngữ trên hư không ma địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều đồng sanh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá quản, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến hương linh Huỳnh Thị Truyện, pháp danh Diệu Tính, sinh năm 1918, mất ngày 16 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày 22 tháng 4 năm 2009. Mong hương linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc tăng thọ, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh trời, cảnh niết bàn, bằng ở nơi nào được an vui thì niềm vui được tăng tiến hơn. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho hương linh Huỳnh Thị Truyện pháp sanh diệu tính được siêu sanh về nơi nhàn cảnh cảnh trời cảnh niết bàn bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tiến hơn lần thứ nhì lần thứ ba mô Phật kính chào đạo tràng bây giờ mình còn vài phút nữa
À, bây giờ mời MC nha. À. Nam mô Bụt, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Và trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con xin mời anh Bài và lên để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Và kính mời bàn tay của anh Bài nha. Không biết anh Bài có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không? Dạ, sa thú Nguyên Trang. Kính gửi mic lại cho anh Bài ha. Nguyên Trang xin xuống mic thật. Cảm ơn Nguyên Trang. Con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Tôn Đức Chư Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Hôm nay cũng được lần đầu tiên được Nguyên Trang mời lên thọ trì xin tam quy ngũ giới, con rất là hoan hỷ. Sau đây xin kính mời đạo tràng cùng con thỉnh sát sư pháp sư thỉnh Sư Thanh Tâm lên thọ trì tam quy ngũ giới. Bây giờ con đọc tiếng Bali để mời. Uka sama yang bang te visung visung vakhanata yati sarane nasahapan jasila yachama dutiyam pimayang bang te visung visung vakhanata yati sarane nasahapan jasila yachama tatiyam pimayang bang te visung visung vatkanatta yati sarane nasahapan chasila yachama. Sau đây xin mời Sư Thanh Tâm lên thọ trì tam quy ngũ giới cho chúng con. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang sarang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duti chambi buddhang saranang gacchami. Duti chambi dhammang saranang gacchami. Duti chambi sanghang saranang gacchami. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Tati chambi dhammang saranang gacchami. Tati chambi sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gaha nang paripun nang. Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi.
Adinadana veramane sika padang samadhiyami kame sumicca chara veramane sika padang samadhiyami musawada veramane sika padang samadhiyami sura meraya macappamadatana veramane sika padang samadhiyami. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami adinnada veramani sikha padang samadhiyami kame sumiccha chara veramani sikha padang samadhiyami musavada veramani sikha padang samadhiyami sura me rajamat chappa madatthana veramani sikha padang samadhiyami. Imani pancha sikha padani sadukkhang katto appamadena nicchakalang sammarakkhitappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin yanti, sile na pogasampada, sile na nipputin yanti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa-thu, sa-thu, sa-thu lành thay. Con xin cảm ơn sư đã thọ trì tam quy ngũ giới cho chúng con. Sau đây xin mời Nguyên Trang. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài sám hối Phật Pháp Tăng. Không biết đạo tràng có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn ngôn. Uttamange na vande hang ba da ban sung wa uttamang butthe yo kali to do so butho kamatu tang mamang uttamange na vande hang tham man cha duk vi tham wa rang tham me yo kali to do so tham mo kama tu tang ma mang uttamange na wan de hang khang cha du vut tho ta mang sangge yo kali to do so sang kho kama tu tang ma mang. Giao mic lại cho Minh Trang. Sa thú. Dạ, trước hết con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ phi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Sa thú, kính cảm ơn anh Bài đã hôm nay đã volunteer lên để xin giới. Rất là sa thú anh Bài lần đầu tiên. Và cảm ơn Hà đã sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ, kính cảm ơn tất cả quý vị và Nguyên Trang và mọi người. Nguyên Trang và mọi người, Nguyên Trang và Nguyên Như và mọi người trong room, là hy vọng là mọi người sẽ mình thay phiên lên mình đọc kinh thì mọi người sẽ rất là hoan hỷ và mình đọc được tiếng Bali. Đừng có sợ sai nha quý vị. Mình đọc từ từ, rồi mình sẽ đọc, mình sai rồi mình sửa, không sao hết. Nếu mà mình không đọc thì mình sẽ không biết là mình học đọc sai.
đâu có 21 anh chánh tâm cũng lên luôn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ con kính cung thỉnh sư Cầm Mít ạ. Dạ con kính dân mít lại cho sư ạ. Để con mời Nguyên Như trước đi. Nguyên Như lên giới thiệu chương trình ngày hôm nay ạ. Nguyên Trang kính mời Nguyên Như nha. Nam mô Phật Hoa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay là sư Pháp Thanh sẽ không vào lớp học của mình được, tự vì sư còn bận cái lễ dỗ của sư phụ, sư Pháp Lạc. Dạ thành ra hôm nay là sư Thanh Tâm sẽ giảng cho chúng ta cái bài 10 pháp ba la mật hay là thập độ. Dạ bây giờ xin cả lớp cùng Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Dạ đạo tràng có nghe được con lại chưa ạ? Dạ dạ sa thú mọi người. Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rinh vi nha danh cha ca giang su tan cha ban thang ma phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu san cha đành đăng bắp bô tha nây dê pa ri sa dạ manh chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoảng, phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo chạy đời, nhắm vườn lòng giả ngài dời chơn sang. Thuyên pháp độ căn hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều hạnh phúc hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đọc bài chánh kinh trước khi sư tâm vào buổi giảng ạ. Kinh Đáo Bị Ngạn, Dasaparami. Itipiso phagawada naparami sampanno itipiso phagawada naupaparami sampanno itipiso phagawada naparamanthaparami sampanno itipiso phagawada silaparami sampanno itipiso phagawada Sila upaparami sampanno itipiso phagawa. Sila paramanthaparami sampanno itipiso phagawa. Nankhammaparami sampanno itipiso phagawa.
nang khamma upaparami sampanno itipiso phagawa nang khamma paramang thaparami sampanno itipiso phagawa banya parami sampanno itipiso phagawa banya upaparami sampanno itipiso phagawa banya paramang thaparami sampanno itipiso phagawa viriya parami sampanno itipiso phagawa viriya upaparami sampanno itipiso phagawa viriya paramang thaparami sampanno itipiso phagawa khandi parami sampanno itipiso phagawa khanti upaparami sampanno itipiso phagawa khanti paramang thaparami sampanno itipiso phagawa sancha parami sampanno itipiso phagawa sancha upaparami sampanno itipiso phagawa sancha paramang thaparami sampanno itipiso phagawa atantha parami sampanno itipiso phagawa atanthana upaparami sampanno itipiso phagawa atanthana paramang thaparami sampanno itipiso phagawa mentha parami sampanno itipiso phagawa mentha upaparami sampanno itipiso phagawa mentha paramang thaparami sampanno itipiso phagawa ubhangkha parami sampanno itipiso phagawa ubhangkha upaparami sampanno itipiso phagawa upaṅkha paramang thaparami sampanno itipiso phagawa dasa parami sampanno itipiso phagawa dasa upaparami sampanno itipiso phagawa dasa paramang thaparami sampanno namo buddhaya Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Bây giờ con xin dâng mic lại cho ngài sư chủ room. Con xin kính thỉnh sư đăng đàn để cho lớp học bài học của ngày hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ mô Phật, sa thú lành thay. Dạ. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay không có Pháp Sư, cho nên Sư thay thế buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay. Coi như là cây nhà lá vườn ha, quý vị hoan nghỉ nha. Sư cố gắng thôi. Và đề tài hôm nay là 10 pháp ba la mật. Đề tài này cũng không phải là dễ nha quý vị, khó lắm á. Sư chia sẻ được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì phần cuối đó, nếu có thời gian thì quý vị đóng góp ý kiến thêm của quý vị nha. 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật. Quý vị biết trên cái quả địa cầu này đó,
Nó có tới năm vị Phật. Thì chúng sanh đó, vì vô minh cho nên tạo tác nha. Chúng sanh đó, tạo tác là do cái bản ngã vô minh sanh duyên hành, hành duyên thức, cho nên danh thức là sanh ra danh sắc. Thì tất cả những chúng sanh trên cõi đời này đều là khổ, đều là khổ. Chúng sanh thì ai cũng có khổ và có những cái phiền não. Cho nên trái đất này đó có những vị Phật ra đời. Cái vị Phật đầu tiên đó là Cá Cú Sanh Thô, tiếng Việt Cú Lưu Tôn. Vị Phật thứ hai là Côn Nha Gamano, là Câu Na Hàm Mâu Ni. Phật thứ ba đó là Phật Ca Diếp. Thứ tư á là Phật Thích Ca, là cái thời này là thời của Phật Thích Ca nè, năm ngàn năm. Rồi Phật tương lai á là Phật Di Lạc, tức là sau cái thời Phật Thích Ca đó là Phật Di Lạc. Các ngài đến với cõi đời này đó là để giúp chúng sanh tu tập để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng sanh thì ai cũng khổ cả. Chúng ta là những người cùng khổ. Chúng ta là những người cùng khổ. Quý vị thấy cái trong cái hồ nước á, thuyền nó có thuyền lớn, thuyền nhỏ ha, thuyền ai ngược, thuyền ai xuôi, quanh đi quẩn lại cũng nằm trong bể khổ mà thôi. Trên đời này người giàu, người nghèo, người thành công, người thất bại, người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, tất cả đều là cuối cùng rồi cũng sanh lão bệnh tử, khổ. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị Phật đến với cõi này đó để mà chia sẻ mười pháp tam mật, để mà giúp chúng sanh có trí tuệ, để mà giác ngộ chân lý tứ diệu đế, để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì thưa quý vị, bắt đầu câu chuyện là cái thời Phật Nhiên Đăng, thời Phật Nhiên Đăng tức là thời Phật trước Phật Thích Ca nè. Mà lúc đó đó ở một cái làng nọ, tức là cái thời xa xưa lắm rồi, thời Phật đó, thời Phật Nhiên Đăng tới bây giờ là xa lắm. Có một vị Bồ Tát tên là Sumatho. Vị đạo sĩ này đó là tu ở trong cái làng đó. Thì một hôm mà dân ở trong làng đó nghe tin là có Phật Nhiên Đăng ở trong cái vùng đó, cho nên Phật tử trong vùng đó đó thỉnh ngài đến để mà thuyết pháp. Thì trước khi mà ngài đến đó, thì dân trong làng họ làm vệ sinh sạch sẽ chung quanh chùa. Thì đạo sĩ Sumatho này nè, ông ta thấy như vậy đó, ông ta cũng tình nguyện đắp cái con đường. Tại con đường từ ngoài đường vô trong cái chùa nó bị sình lầy, nên Bồ Tát đắp cái con đường đó, làm mấy ngày vậy đó. Nhưng mà chưa có xong thì Phật Nhiên Đăng và đệ tử đến. Thì còn một khúc đường nữa, làm không kịp, cho nên vị Bồ Tát này đó mới nằm xuống và thỉnh Đức Phật Nhiên Đăng bước qua lưng để mà khỏi bị dính bùn. Thì khi mà Phật Nhiên Đăng để cái bàn chân lên cái lưng của ông đạo sĩ này đó, thì ông ta, tức là Phật Nhiên Đăng có cái cảm nhận vị này sẽ là Phật tương lai. Cho nên ngài bước qua thôi, còn đệ tử là ngài nói thôi các con không nên ha, không nên chịu khó là dính bụng chút đi, không nên bước qua lưng của một vị Phật. Rồi sau đó Phật Nhiên Đăng vô trong làng, vô trong chùa để mà thuyết pháp. Thì vị đạo sĩ này đó, ngài tự tu thôi nha, tự tu cho nên không có biết Phật pháp. Cho nên sau khi mà nghe Phật Nhiên Đăng mà thuyết pháp á, cho nên vị đạo sĩ này rất là hoan hỷ,
rất là thích thú. Cho nên sau đó đó, vị đạo sĩ này đó mới phát cái nguyện là tu thành Phật. Phát nguyện tu thành Phật. Thì vì biết tu từ một chúng sanh mà tu mà đến thành Phật là cả một cái chuyện khó khăn chứ không phải là đơn giản ha. Thì vị đạo sĩ này đó mới nguyện tu thành Phật. Thì ngài mới dạy là một người nguyện tu thành Phật đó, là đầu tiên đó, là phải thực hành 10 pháp ba la mật. Tức là vị đó phải trở thành một vị Bồ Tát. Bồ Tát tiếng Pali gọi là Bodhisattva. Bodhisattva. Bodhisattva, Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Sattva là chúng sanh. Có nghĩa là một chúng sanh này đó, chúng sanh này là một chúng sanh hữu tình, hữu tình, hữu nghĩa, hữu trí ha. Có tình, một chúng sanh có tình, có nghĩa và có sự hiểu biết. Thì gọi là Bodhisattva. Vì thấy cái từ Bodhi, Bodhi là Bồ đề đó, Bodhi là sự giác ngộ ha. Sattva là một chúng sanh. Cho nên đọc chung là Bodhisattva là một chúng sanh có tình nghĩa, là một con người có tình nghĩa, có sự hiểu biết ha, có trí, có trí. Thì đó gọi là Bodhisattva. Thì vị này đó sau khi nguyện tu thành Phật đó, thì ngài dặn là một người mà muốn tu thành Phật đó, thì phải thành tựu 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật đó là cái đầu tiên là bố thí nè, cái thứ hai là giữ giới, thứ ba là xuất gia, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là nhẫn, nhẫn ba la mật, rồi thứ sáu là tinh tấn ba la mật, thứ bảy là chơn chánh ba la mật, thứ tám là nguyện vọng, là chí nguyện đó. Số 9 á, là metta, là tâm từ ba la mật ha. Thì thứ 10 á, cái thứ 10 á, là tâm xả ba la mật, 10 pháp ba la mật. Thí dụ bây giờ Phật tử nè, quý vị muốn nguyện thành Phật á, thì đầu tiên là quý vị phải có tam quy và ngũ giới ha. Quý vị thọ tam quy ngũ giới xong rồi quý vị nguyện thực hành 10 pháp ba la mật là quý vị là Bồ Tát. Thì trên đường Bồ Tát mà đến thành Phật đó, đến quả vị Phật đó, thì quả thật là khó chứ không phải đơn giản. Thì ba la mật đó, nó được chia làm ba bậc nha quý vị, bậc hạ, trung và bậc thượng. Người nào mà thành tựu 10 pháp ba la mật này đó thì người đó trở thành thinh văn đệ tử Phật. Còn 20 pháp ba la mật, 20 pháp ba la mật thì người nào mà thành tựu là người đó trở thành độc giác Phật ha, độc giác Phật. Mà người nào mà thành tựu 30 pháp ba la mật thì người đó là thành Phật toàn giác đó, Phật chánh đẳng chánh giác. Ví dụ nhớ có ba bậc ha, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Ví dụ như bậc hạ thì là bậc thường thôi. Ví dụ như pháp ba la mật đầu tiên bố thí, bố thí là chia sẻ giúp đỡ. Có nhiều khi mình những gì mình không xài mình dư đó, mình cho ha. Ví dụ giờ bố thí thì có bố thí tài vật nè, tài sản đó, rồi bố thí sức khỏe nè, rồi bố thí Phật pháp ha. Ví dụ như mình rảnh, mình khỏe, mình đi giúp chùa, mình đi giúp người, giúp đời. Rồi mình có tài sản, mình đem đi giúp đỡ người ta nghèo khó, giúp chùa. Rồi mình đi thuyết pháp, giúp cho người ta có trí tuệ. Thì
thì đó là cái bậc hạ. Còn bậc trung á, là thêm một bước nữa, thêm một cái bước nữa, tức là giờ mình bố thí tài sản. Thay vì á, người ta thay vì á, mình dư, nhưng mình có nhiều tiền quá, mình bố thí thì cái đó là mới cái bậc hạ thôi. Nhưng nhiều khi mình có vừa đủ thôi, nhưng mà mình thấy người ta nghèo khổ, mình chia bớt phần của mình cho người ta, thì đó là bậc bậc nhị ha. Như mình đang bận rộn gì đó, mình đang bận rộn nhưng mà mình thấy người ta khó khăn, người ta cần sự giúp đỡ, thì mình chia bớt cái phần cái việc làm của mình đã ngày mai mình bây giờ mình chia cái công sức này đến cho người khác. Tức là mình lấy mình bớt cái phần của mình đó, mình đi giúp người. Ví dụ như đi thuyết pháp mà nhiều khi bận rộn dữ lắm nhưng mà người ta mời kẹt quá thì mình cũng phải đi ha, hy sinh cái phần ngủ của mình đi hoặc là hy sinh một phần nghỉ ngơi của mình vài tiếng đồng hồ để mình đi thuyết pháp độ đời. Đó là bậc hai. Còn bậc ba đó là bố thí cao thượng hơn, bố thí cả cái phần trong thân thể của mình. Ví dụ như quý vị nhớ trong kinh có những cái câu chuyện mà lúc mà Bồ Tát đi tu ở trong nơi thanh vắng đó, ngài thấy một hôm ngài thấy con cọp mẹ nó bị kẹt ở trong cái hố hố sâu đó, quý vị. Và Bồ Tát thấy rồi, nếu mà mình không cứu nó thì mẹ và con đều chết hết. Cho nên Bồ Tát phải hy sinh, nhảy xuống cái thân này nó chết đi, thì con cọp nó ăn rồi nó có sữa cho con nó bú, và nó thoát ra, nó đủ sức nó thoát ra cái hố đó thì nó sống sót. Hoặc là mình bố thí một phần trong thân thể của mình, ví dụ như có ai bị đau thận hay sinh tới thận là Bồ Tát phải cho ha. Hoặc là ai sinh mình một lá gan nha, mình sẵn sàng vui vẻ mình cho nếu mà ai sinh mình trái tim rồi phải suy nghĩ lại nha. Thì đó là ba bậc, ba la mật. Rồi có một điều nên biết nữa, đó là quý vị biết khi một vị mà muốn tu thành Phật đó, thì họ có một cái lời nguyện là mà ai xin cái gì á mà mình có là mình phải cho không có giấu giếm. Mà người ta thấy mình có cái gì là người ta xin là mình phải cho nha, chứ không á mình không có thành Phật chánh đẳng chánh giác đâu. Cho nên cái nguyện nó có cái lời nguyện ra lời đó, nguyện ra lời và nguyện ở trong tâm. Nguyện trong tâm á thì cái sự mà thành đạt á, cái sự thành tựu Phật đó nó lâu hơn gấp đôi. Còn cái người mà nguyện ra lời người ta xin là cho, sẵn sàng vui vẻ cho, đó là bậc bậc thượng ha. Thì sư xin lặp lại nha, Bồ Tát á khi thành Phật á là cái vị Bồ Tát này đó là phải có tam quy ngũ giới, đó là căn bản đó nha. Tam quy ngũ giới có khi là tam quy rồi tám giới, có khi là 10 giới, có khi là 227 giới ha, thì khu ni là 300 giới đó, đại khái vậy. Thì tùy theo thì cái vị Bồ Tát này đó có tam quy ngũ giới và nguyện tu 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật. Rồi thầy nhớ một vị Bồ Tát là một cái vị có khả năng đắc đạo quả, Bodhisattva. Thì 10 pháp ba la mật á, đó là cái đầu tiên là bố thí, thứ hai là giữ giới, thứ ba là xuất gia, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là nhẫn, thứ sáu là tinh tấn, số bảy là chân thật, số tám là chí nguyện, nguyện vọng,
thứ 9 là tâm từ và thứ 10 là tâm xả. Rồi, bây giờ người nào mà thành tựu 10 pháp Ba La Mật này là người đó sẽ thành Thinh Văn Đệ Tử Phật. Vì nghe kịp ha. Bây giờ ai đây? Ai ai nguyện đây? Ai nguyện hành Bồ Tát đạo đây? Cho sự tín hiệu đi, số 1. À, không không ai phát nguyện, không ai phát nguyện Bồ Tát hạnh đó ha. Thì bây giờ suy nghĩ nha. À, không nói ra, à, không nói ra thì nó chậm hơn. À, người người tu là phải phát nguyện nói ra chứ. Nói ra thì nó nhanh hơn. Rồi, cái một cái ý nữa đó, một cái ý về cái pháp Ba La Mật á, thường thường á thì chúng sanh trong trong nhiều tôn giáo ai cũng nghĩ rằng là một mình làm việc thiện để mà mình tích lũy cái phước đức ha. Để kiếp sau á, mình được sanh về cõi trời hoặc là cõi người có phước ha. Nhưng ở cái ý của Bồ Tát á, là đồng ý là thực hành 10 pháp Ba La Mật, nhưng có một cái ý thâm sâu hơn nữa, đó là làm với một cái tâm buông xả, vô ngã ha, vô ngã. Vô ngã, không có chấp thủ gì hết cả. Không có chấp thủ, bởi vì còn chấp thủ á, là còn kẹt, không có đến đạo quả được, không có đến niết bàn được. Còn cái người mà làm mà với cái nguyện để mà sanh về cõi trời thì đó là một cái chuyện vẫn vẫn còn sanh tử luân hồi. Cho nên quý vị phải nắm cả hai cái ý. Cái ý thứ nhất là thực hành 10 pháp Ba La Mật, để đây là cái phước thiện lành của mình sống an vui trong đời này, rồi mình sẽ được an vui trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Còn một cái ý thứ hai á, là làm với một cái tâm gọi là vô ngã nha. Xả hết tất cả, làm xong rồi xả. Thì cái người như vậy đó gọi là Như Lai tự tại. Rồi vậy nghe kịp ha. 10 pháp Ba La Mật, cái pháp đầu tiên á là pháp bố thí. Bố thí là Dana Parami. Dana Parami, bố thí là cho ra, là chia sẻ, giúp đỡ. Ví dụ giờ mình ý thức rằng mình có những cái nỗi khổ, mình có những cái phiền não, mà phiền não là do tham, tham sân si, thì bây giờ mình nguyện bố thí, mình bố thí tài sản, tài vật của mình, tiền của mình, rồi bố thí công sức của mình. Khi mình thấy chùa chiền cần mình giúp là mình giúp liền ha. Rồi mình bố thí pháp. Quý vị để ý nha, khi mà một người mà có cái nguyện mà bố thí đó thì cái người đó có cái tâm an vui liền à. Và cái tâm sẵn sàng, cái tâm sẵn sàng, tại vì bố thí nó trị được cái tâm keo kiệt và ích kỷ. Bây giờ quý vị thử coi, quý vị sẵn sàng ở trong lòng á, quý vị nguyện kể từ đây ha, ai cần cái gì mình giúp được cái gì mình giúp ha. Là khi mà người ta đến, người ta nhờ mình một cái là mình sẵn sàng, mình vui lắm quý vị, mình sẵn sàng, người ta thấy người ta thích lắm ha. Còn cái người mà ta nhờ mình mà mình còn phải suy nghĩ để coi lại, để tính lại, thì nó là hữu trợ, nó không có phước nhiều. Cho nên bố thí là mình mở lòng, sẵn sàng giúp đỡ, mình an vui. Rồi quý vị nhớ khi mình bố thí bằng cái vật chất trong sạch ha. Rồi mình bố thí á, mình phải an vui ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Ví dụ bây giờ mình đi giúp người đi, hoặc là mình đi làm việc từ thiện, mình đi đến những cái chỗ mà bị khó khăn đó, thiên tai khó khăn đó, bây giờ
mình đến đó mình giúp, mình bỏ công bỏ sức ra mình giúp, và mình vui vẻ ha, mình thấy người ta mình thương à, mình vui à, thì là mình có phước. Rồi trong lúc mình đang giúp á, mình đang chia sẻ đó à, mình cũng an vui ha. Nhiều khi nó cũng có nhiều cái không như ý đó, nhưng mà mình làm với một cái tâm hỷ xả vui vẻ thì mình có phước. Rồi khi mà mình về nhà ha, mình về nhà mình ngồi mình nghĩ lại à, cái việc phước hôm nay mình làm á, mình nhớ lại thì cái niềm vui nó phát sanh lên nữa à. Thì như vậy thì quý vị thấy phước báo đầy đủ phải không? Cái người này mới là phước báo đầy đủ, an vui từ đoạn đầu, an vui ở đoạn giữa và an vui ở đoạn cuối. Cái người này hạnh phúc lắm, có phước à, phước vật chất. Cái người này là đương nhiên là có phước vật chất, phước đức và phước trí. Rồi khi mà một người có cái tâm mà xả thí đó, bố thí, thì cái người đó đó, thứ nhất đó, là được bạn bè, những người thân mình thương mến lắm. Vì để coi, mình mà sẵn lòng giúp đỡ ai đó, là người ta vui vẻ với mình lắm. Người ta cần có gì khó khăn là người ta gọi mình liền à. À, người ta đến với mình à, với cái tâm thương mến à. Và cái người mà có bố thí á, cái người có tự tin nơi đại chúng à, người ta đi chùa người ta hoan hỷ lắm, vô trong chùa ngồi giữa bạn bè người ta tự tin lắm. Rồi cái người mà có bố thí á, là được thầy tổ thương mến à, thầy tổ vì đấy coi mấy vị mà có cái tâm mà giúp đỡ chùa đó à, ông thầy ông thương lắm. Mà cái người nào mà được thầy tổ thương mến đó, đó là người phước, tại vì ông thầy cũng dạy đạo mình mà à, mình tu hành trên đường tu, trên đường tu của mình đó, mình đã có những cái chướng duyên tham sân si ngã mạn, ông thầy ông nói cho mình một bài pháp hoặc là ông nói một câu ông giúp cho mình tạo được cái khó khăn, đó là phước lắm à, phước lắm, không phải dễ đâu nghe đâu vậy. Rồi cái người mà có bố thí đó họ an vui trong đời này, rồi khi chết đó họ không sợ chết à, hay gì đó, tại vì cái người bố thí họ biết rồi, họ biết rồi sau này đó mà mình có chết đó thì mình sanh về cõi cõi có phước à, cõi người có phước, sanh vô trong gia đình giàu có đầy đủ ha, ở những cái nơi hòa bình à, rồi được à, ăn học đàng hoàng, được giáo dục đàng hoàng, trở thành người trí thức, người có nhân cách ha à, hoặc là cái người nào biết với cái phước này á, sau này mình chết á, mình sẽ sanh những cõi trời ha, những cõi trời, sáu cõi trời dục giới đó. Cho nên à, không có sợ chết. Thì đó là phước báo của những cái phước báo của cái người mà bố thí ba la mật ha, bố thí ba la mật, bố thí đoạn đầu hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa và hoàn hảo ở đoạn cuối. Đó hay gì đó quý vị. Còn cái người tu nha, nhiều khi có những cái cơ hội để mình làm phước là mình giúp đỡ, mà mình không giúp á, nhiều khi sau này mình hối hận hối tiếc đó à, à, sư bị hoài à. À, có nhiều khi sư đi sư thấy người nghèo khổ túng thiếu, những đứa con nít đó à, đứa con nít đó tội nghiệp lắm, nó đi xin hoặc là nó bán những cái postcard để nó sinh sống, mình biết cái đó là cái hình thức rồi, hình thức nó bán, nhưng mà cái chính của nó là nó, tại nó nghèo quá túng quá, không có chỗ ở, không có ai giúp đỡ, không có nơi ăn học, cho nên ngày thường mà nó phải đi buôn bán như vậy nó sống. Nhiều khi sư thấy sư làm không được, cái sau này hối hận đó quý vị, mấy năm sau cũng hối hận đó. Tại sao mình không giúp một người nghèo khó như vậy, một đứa trẻ túng thiếu gì mà mình không giúp à, sau này hối hận đó quý vị. Cho nên đó, cái người tu là lúc nào gặp cái hoàn cảnh đúng à, là mình sẵn sàng mình giúp liền. Còn mình dĩ nhiên là mình giúp là mình phải có trí nữa, chứ gặp cái người mà xì kê ma túy nhậu nhẹt say sưa à,
la cà ha, chửi mắng người khác, thôi thôi những cái người đó là mình không có nên, tại vì mình vô tình đó mình hại họ sa đọa thêm. Còn cái bố thí đó, nó nhiều phước báo lắm. Ví dụ mình bố thí một con thú là nó khó khăn, mình giúp đỡ mình cũng có phước. Rồi ví dụ như mình phóng sanh đó có phước. Rồi mình giúp đỡ một người nghèo khổ mình cũng có phước 10 kiếp đó quý vị. Mà mình giúp một người mà có tam quy ngũ giới mình có phước cả trăm. Rồi mình bố thí một người tu mình có phước cả ngàn kiếp. Mà mình bố thí cho một người mà đắc đạo quả đó, ôi cha phước còn nhiều nữa. Tại vì mình đắc được đạo quả mà. Quý vị nhớ có một câu chuyện mà cô gái Bắp Rang không? Nhà có trồng bắp, mà có trồng bắp rồi cái thu hoạch xong cái có những cái bắp mà khô đó để dành ăn đó. Thì một hôm cái cổ rang một nồi bắp rang. Sau cái đó cái cổ thấy vị sư đó là ngài Xá Lợi Phất á, ngài Xá Lợi Phất sau khi nhập thất cái ngài đi trì bình khất thực, cái cổ đang cầm một cái tô bắp gì đâu vậy, cô thấy ngài Xá Lợi Phất cô hoan hỷ quá, cô đến cô cúng dường. Rồi cúng dường thì ngài Xá Lợi Phất con có ước nguyện gì? Cổ khôn lắm quý vị, cổ lành lắm, cô nói bạch ngài, cô ước nguyện của con là ngài ngài đắc được cái gì á thì con đắc được cái đó. Vì thấy một người khôn với người có trí ước nguyện gì đó thì ngài Xá Lợi Phất phúc chúc cho cổ, tức là mong cho con được thành tựu như ý, cổ hoan hỷ lắm. Thì bố thí ba la mật là một điều rất là tốt đẹp, rất là an vui hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Cho nên mình phải phát cái nguyện, phát nguyện bố thí. Cái thứ hai là giữ giới ba la mật, sila parami, sila là giới. Quý vị để ý coi, một chúng sanh á không có giới luật, họ làm họ sát sanh nè, họ trộm cắp, họ tà dâm, họ nói dối, họ uống rượu, họ say sưa, rất là nguy hiểm quý vị, rất là dễ bị đọa. Mình đọa trong đời này ở tù như chơi à. Bây giờ mình nói những người nghèo khổ túng thiếu mà sanh ra ở những cái vùng mà ruộng rẫy, họ không có ăn học, thì vì sự sống mà họ phải làm như vậy thì mình không nói đi. Hàng ngày họ bắt cấm câu bắt cá, họ săn bắn, họ sống, đó là sự sống của họ. Họ không có trí thì mình không nói đi. Mình tưởng tượng những bậc trí thức đó, những bậc trí thức mà cảnh sát nè, bác sĩ nè, những nhà khoa học gia, những người kỹ sư nè, vì tưởng tượng khi mà họ nổi sân lên, họ ganh tị ganh ghét, họ giết người hoài à, đi đồng ý không? Tại vì một phút mà họ không kềm cái tâm mình được, bản ngã họ mạnh quá. Một cái thứ hai là không có cái giới, cho nên họ quên đi, họ giết người dễ dàng lắm. Cách đây mấy năm là một ông bác sĩ đó, bác sĩ bốn mấy tuổi là đẹp mà khỏe, một người giàu có, một vợ hai con, hai đứa gái đẹp lắm, gia đình đang hạnh phúc sung sướng gì đó. Một bữa nọ cái bà vợ chết ở trong phòng tắm á, cái ông kêu cảnh sát tới, ông làm giống như thể là bà tự tử vậy phải không? Nhưng mà cảnh sát tới cái cảnh sát nó nhìn nó biết liền à, nó biết liền thì nó bắt ông liền. Thì tra hỏi á thì mới biết ra là do ghen tuông, ghen đã vợ đẹp con ngon rồi, tiền bạc nhà cửa đầy đủ rồi, như vậy còn có vợ bé nữa đó, rồi ghen tuông bắn nhau giết nhau đó. Cho nên cái chuyện mà sát sanh nó xảy ra hàng ngày đó, quý vị thấy rất là dễ sát sanh nha, không phải dễ không, cho nên phải giữ giới không sát sanh. Rồi cái thứ hai là không trộm cắp, không trộm cắp. Cái xã hội nào cũng vậy, những chính trị gia, những người giàu có thì chứ họ cũng ăn cắp hoài
ăn cắp của công của tài tài sản nhà nước, rồi ăn cắp của công của công ty rồi đó, tại họ có quyền á, họ có quyền á, khi mà họ có quyền rồi người khác chi ra một số tiền cái rồi rồi thì lấy cho tôi ví dụ như 10 thùng thuốc, nếu người đó làm ở trong tiệm thuốc, người nào làm ở trong công ty điện chẳng hạn, lấy cho tôi 10 thùng đèn chẳng hạn, rồi tôi sẽ đưa tiền, họ ăn cắp họ bán liền à, cái đồng tiền đó nó làm cho con ta mùa mờ mắt dữ lắm, thành ra khi bị bắt ở tù hoài quý vị ha, trộm cắp ở tù tà dâm mà đó quý vị thấy không, tà dâm có bạn trai bạn gái rồi, có gia đình có vợ con rồi đó, vậy mà cũng có mùa nhí. Cái chuyện ghen nhau rồi ly dị là một chuyện rồi, phiền não đau khổ rồi, còn cái chuyện mà bắn nhau nữa ha. Như thế không, trong 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 chính trường chính trị, những người mà làm chính trị rồi những nhà giàu có tỷ phú trụ tỷ phú giàu lắm quý vị vẫn ly dị, rồi có những vì thế không, những tài tử người đẹp, những người mà học thức, những người mà tha linh đó, tài giỏi đó, họ ly dị hoài à, lý do là tà dâm à, có rồi đó, nhưng mà cứ đi ngoại tình hoài, đi ngoại tình mà bắt được cái là nổi giận là ly dị à, gia đình tan nát mất hạnh phúc, rồi nói dối à, vì thế nói dối nói lường gạt à, nói xấu nói hại người đó, làm cho người ta đau khổ. Có nhiều người bị tù tội cũng vì làm cho người ta nói dối đó. Rồi uống rượu và các chất say à, vì tưởng một chất một giọt rượu mà không sao, không phải gì đâu, có nhiều người uống lúc đầu uống một giọt pha ở trong Coca-Cola nó chẳng hạn, uống thì lúc đầu thấy ngon, rồi lần thứ hai cái hai giọt, lần thứ ba ba giọt, hay lần thứ tư cái thêm chút một chút, uống nó nghiện à, nó nghiện hồi nào cũng hay quý vị, mà nó nghiện rồi thì người đó mất trí à, rượu vô thì trí khôn mới đi ra, lúc đó bắt đầu sanh ra lười biếng. Trong kinh Phật nó có câu chuyện đó, có hai người con ở hai gia đình bá hộ giàu có lắm, từ con gái và người con trai, thì môn đăng hộ đối hứa hẹn nhau để sau này cưới nhau á, thì đúng tuổi cái làm lễ đám cưới. Đám cưới sau một thời gian cái cha mẹ hai bên chết hết, để lại mỗi một người một gia tài đồ sộ. Cái gia tài, hai cái gia tài này mà hợp lại đó, con họ sống tới đời đời con, đời cháu, đời chết luôn á cũng không hết đó. Vậy mà hai người này ỷ lại nha, bắt đầu bằng cái sự uống rượu nhảy múa à, bắt đầu à, tuần đi nhảy một lần ha, rồi riết đi mỗi đêm nhảy múa mà chơi sang lắm, bạn bè tức là cứ tổ chức bỏ tiền ra tổ chức hoài hoài, mời bạn bè ăn nhậu tối ngày, chơi rất là sang, nhưng mà cuối cùng á, rồi cái hết hết tài sản hết tài sản, rồi làm bậy bạ, rồi cuối cùng đi ăn xin à, đi ăn xin. Thì Đức Phật lúc đó mà khi mà đi ăn xin, Đức Phật thấy đó, Đức Phật cười, Đức Phật nói với ngài A Nan đó, tại A Nan hỏi, ngài A Nan nói tại sao Đức Phật cười mỉm á, Đức Phật nói hai hai người này, hai người ăn xin này mà nếu mà hồi xưa đó mà họ biết á, họ gặp Phật pháp á, họ có tam nguyên ngũ giới đó, thì giờ này họ trở thành thánh nhân rồi chứ không phải là ăn xin như thế này. Ô cha, cái chuyện rượu xì kê ma túy nó hại đời người ta dữ lắm quý vị. Cho nên với cái trí của Đức Phật á, ngài thấy cái sự nguy hiểm của nó, cái sự tàn hại của nó, cho nên Đức Phật dạy á, là người Phật tử á, là phải giữ căn bản là ngũ giới ha. Căn bản là ngũ giới, không sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Thì cái quả báo của sự giữ giới cũng giống như bố thí gì đó,
Bố thí là một cái phước rồi, nhưng mà cái người nào mà thêm một cái tam quy ngũ giới thì cái phước nó tăng gấp đôi quý vị. Cái người mà có ngũ giới nha, người đó cũng được thầy tổ thương mến, rồi người ta đó, gia đình bạn bè tin tưởng và kính trọng. Rồi cái người mà có giới đó, đi vào đại chúng họ có tự tin, họ tự tin và vui vẻ đó. Rồi người có giới đó là họ sống an vui trong đời này, rồi khi chết đó họ họ sanh về cõi trời, cho nên họ không sợ chết. Cho nên cái phước bố thí và cái phước chỉ giới là hai cái phước rất là căn bản. Rồi cái phước thứ ba đó là xuất gia ba la mật. Xuất gia có nghĩa là xa cái gia đình mình, tại vì mình ở trong một cái gia đình đó, nó có nhiều cái ràng buộc lắm quý vị, cho nên cái người tu á họ thấy cắt ái ly gia. Ái là cái sự thương mến dính mắc làm cho họ khổ, cho nên có những người họ đi xuất gia từ hồi nhỏ, là đi tu, đi xuất gia ở một chùa ở nơi thanh vắng. Đó là bậc thứ nhất ha. Rồi có những người họ tu vô duyên, họ đi xuất gia ở trong chùa 3 tháng 10 ngày 1 năm 3 năm đó, thành đó gọi là xuất gia, cũng là xuất gia vô duyên. Rồi có Phật tử á, thì quý vị thấy không đó, họ cũng đi xuất gia nhưng mà họ xuất gia có vài tiếng hay là một ngày thôi. Ví dụ như Chủ nhật đi vô chùa tụng kinh niệm Phật, tu một ngày họ về. Có người thì họ tu Bát Quan Trai 24 tiếng luôn ha. Thì khi mà họ, ý nói xuất gia là xa xa cái gia đình mình ra để mình bớt cái luyến ái, luyến ái vô tài sản của mình, luyến ái vô gia đình của mình, luyến ái vô bạn bè của mình. Như để rồi con người mình nó ái dữ lắm, mà quý vị biết không, Phật pháp cao siêu ở cái chỗ là Đức Phật dạy một người tu không nên ở một chỗ quá 3 ngày hay gì đó quý vị. Thì ở 3 ngày cái là mình cho đây là chỗ này là chỗ của tôi liền à, rồi mình luyến ái liền à, quý vị thấy Đức Phật thâm thúy gì đó. Thì cái pháp xuất gia này đó là rất là cao siêu, bởi vì cái những người á mà họ đi xuất gia họ từ còn trẻ à quý vị, họ thấy cuộc đời phiền não, tranh giành tham sân si, họ đi xuất gia à. Và có những người họ còn nhỏ nghe, nhỏ xíu à, 7-8 tuổi, họ theo mẹ vô chùa, cái họ thấy mấy ông thầy mấy ông sư sao vui vẻ quá ha, rồi mấy bà sư cô rồi vui hiền quá ha, cái họ đòi ở chùa luôn. Mấy bà mẹ kêu về không về, khổ gì đó, con nó khóc quá, về nhà nó khóc quá, thôi cũng phải đành chiều ha, dẫn nó vô chùa cho nó đi xuất gia. Đó đó là những người họ có tu hồi kiếp trước đó quý vị, đi để kỹ rồi. Có những người nhưng mà mấy vị nhìn thấy mấy bà sư cô hoặc là mấy ông sư mà tu đúng á, vui vẻ lắm, mặt mày hiền, hiền chân thật đó ha, nhẹ nhàng lắm. Tại vì họ không có luyến ái, họ không có tham sân si nhiều, họ có tu niệm đó, là có niệm Phật, họ có hành thiền á, là con người họ nhẹ nhàng. Thì cái phước báu của cái người mà xuất gia đó là nó cao thượng như vậy đó quý vị. Nó ly ly dục, ly ác pháp, ly ái dục. Thì Phật tử hoặc là người tu mà thấy sự lợi ích của cái sự mà xuất gia đó thì nên tập ha. Lâu lâu cái mình rảnh cái mình chạy vô chùa hoặc là vô thiền viện á, mình ngồi thiền, mình làm công quả, mình học kinh, mình niệm Phật đó, thì mình có phước. Thì cái xuất gia quý vị nhớ, xuất gia nó có 3 bậc vậy đó ha, là Phật tử tại gia, lâu lâu đi chùa 1 lần, rồi có những người xuất gia gieo duyên, rồi có những người xuất gia luôn. Mà cái đặc biệt á, cái 3 la mật nữa là có những người họ nguyện xuất gia mỗi 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 kiếp luôn. Ví dụ như Bồ Tát nè, Bồ Tát là nguyện kiếp nào sinh ra cũng đi xuất gia cả. Thì khi mà phước báo đầy đủ đó thì sanh lên, nếu mà sanh được làm người thì đi xuất gia. Rồi
Cho nên cái hạnh xuất gia cũng là một cái hạnh rất là cao thượng ha. Rồi trí tuệ ba la mật, thứ tư là Panya Parami là trí tuệ. Trí thì nó có hai loại trí, trí đời và trí đạo. Trí đời là những người đi học ở đời ha, đi học trường, đi học ở thế gian này, họ là những bác sĩ, kỹ sư chẳng hạn, những khoa học gia chẳng hạn, chính trị gia, thì cái đó là cái trí đời thôi. Cái trí đó là do mình học của người khác ha, do mình suy nghĩ mà có. Những cái trí đó nó nằm trong thế gian. Còn trí Phật là khác à. Trí Phật là xuất thế gian, gì nhớ ha. Trí Phật đó là cái người tu quán, quán thấy thân tâm này, quán thấy cái thế gian này nó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là bỏ, bỏ tham sân si, bỏ ngã mạn, bỏ tham ái. Cái trí này đó là mới là trí đặc biệt. Còn cái trí thế gian thì nó chỉ có lợi ở trong cái thế gian này thôi. Khi chết á, vẫn sanh tử luân hồi. Còn khi mà một người mà có trí tuệ ba la mật thì cái người này đó do học kinh, văn tư tu, văn là học kinh, phải đa văn, phải học kinh cho nhiều. Cái người mà học kinh nhiều họ giỏi, họ thông thái lắm quý vị, giải quyết được vấn đề phiền não á. Tại vì chân lý mà, Phật pháp là chân lý mà, họ nói ra là chí lý. Rồi nhờ cái trí đó, có những người đoạn trừ được phiền não qua cái văn. Rồi cái trí thứ hai là tư, do suy tư, suy gẫm lời Phật dạy. Quý vị để ý coi, quý vị mà học kinh rồi quý vị suy gẫm lời lời kinh đó, tại cái tâm mình nó định trên cái đề mục đó, mình nghĩ ngẫm tới cái đó thì phiền não nó được đoạn trừ. Khi mà mình hiểu thông một cái kinh nào đó mình sướng lắm, hạnh phúc lắm. Rồi cái trí thứ ba đó là do tu tập và do thiền định, thiền quán đó. Vì theo chính Đức Phật á, lúc mà còn Bồ Tát đó, ngài tu thiền định, ngài tu thiền quán, ngài quán ở trong tâm này nè, quán trong thân này nè, ngài chiếu kiến ngũ uẩn này á là vô thường, khổ, vô ngã. Ngài giác ngộ chân lý tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và niết bàn. Đó thì cái trí tuệ ba la mật này là mình phải tu, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp. Thì khi mà người nào mà thành tựu trí tuệ này đó thì người này đoạn trừ hết phiền não tham sân si ngã mạn, đắc được đạo quả ha. Thì trí tuệ này nó cũng có ba bậc, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì trí tuệ này là văn tư tu ha, nó cũng có ba bậc, tùy theo trình độ của mỗi người ha. Rồi nhẫn, thứ năm là nhẫn, nhẫn ba la mật. Ô chà, người tu là phải nhẫn nha quý vị, khổ lắm, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Mình vô chùa mình thấy Phật đẹp, chùa trang nghiêm thanh tịnh thanh vắng thì mình thích đi tu đó, nhưng mà thật ra mình vô tu rồi mình sẽ thấy ô chà, công việc cũng nhiều lắm, mà bận rộn, sáng thức dậy phải công phu, rồi sau đó rồi dọn dẹp chùa chiền, tại vì mình ở dơ đó là mình bị rầy ha, rồi phải công phu nữa, phải công phu, phải lo thực hành thiền ha. Rồi nhẫn nhiều cái không như ý nữa, nhiều chuyện không như ý quý vị. Phật tử thì mỗi người một ý, mười người mười ý. Rồi nhẫn, nhẫn với thời tiết. Ô chà, thời tiết đó, có khi nó lạnh ha, có những xứ mùa mùa đông nó lạnh lắm quý vị, lạnh lắm, mặc áo mặc quần nhiều khi không có đủ đó, phải có máy hít ha. Rồi có nhiều khi nghe ở những cái xứ nó nóng, ô chà, nó nóng, nóng chịu không nổi nóng ghê luôn quý vị, phải nhẫn. Thì
nhẫn với thời tiết nè, nhẫn với vật thực nè. Đó, nhiều khi vật thực không có như ý đâu nghe quý vị. Đi tu nhiều khi người ta cho cái gì dùng cái nấy, mà người tu là không có đòi hỏi. Đó, với nhẫn rồi thuốc men, nhiều khi bệnh hoạn rồi, bệnh hoạn là phải chịu đựng dữ lắm quý vị. Tại vì có những cái bệnh trị không có hết. À, hồi nhỏ mình vô tư mình tưởng đâu nha, mình tưởng đâu nếu mà mình bệnh thì mình có thuốc tây ha, mà nếu mà không có thuốc tây á, thuốc tây mà trị không hết mình uống thuốc bắc ha, mình đi bấm huyệt thế nào cũng hết. Nhưng nghĩ vậy sai quý vị, nghĩ vậy sai lầm. Thật ra có những cái bệnh á, trị không có hết, cả thuốc tây và thuốc nam luôn không có hết. À, mà cho dù đi mình chữa được đi, đi mổ đi nó hết đó, nhưng mà nó cũng không thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, cuối cùng thì ai cũng phải bệnh thôi à. Ừ. Cho nên mình phải nhẫn với cái thân này dữ lắm, nó già nó đau nó bệnh là phải nhẫn. Nhớ nha, cái thân nó đau á, nhưng mình đừng để cho cái tâm nó sân si ha, phải nhẫn. Thì tâm mình nó cũng có nhiều cái cảnh không có như ý, tại vì nó năm cái chướng duyên đó: tham sân si nè, hôn trầm buồn ngủ nè, phóng tâm hoài nghi nè. Mình phải nhẫn với nó dữ lắm quý vị. Một tâm sân mà nó khởi lên là mình phải nhẫn, phải tìm đủ một cách. Không dễ đâu à, không có dễ đâu. Có nhiều người phải tu mấy chục năm á, chưa chắc thì bỏ được cái sân si. Nhiều người sân si bỏ chùa, bỏ thầy đi hết. Tham mà nó sanh khởi, tham thì đủ loại tham, tham dục nè ha, tham đủ thứ. Mà nó sanh khởi một cái là mình phải coi. Nhiều khi nhà cửa chùa chiền người ta cho mình tham, khởi tâm tham, mình bỏ thầy bỏ chùa, mình đi mình nhận chùa, bỏ thầy bỏ chùa. Tại vì làm như vậy nhiều khi nó mất đạo nghĩa. Một khi mà mình thấy lợi mà mình nhúng vô là mất đạo nghĩa quý vị. Dễ sợ gì đó. Khi mình thấy tiền tài danh lợi mình theo nó đó, mình bỏ thầy bỏ chùa bỏ bạn, nhiều khi nó mất đạo nghĩa, dễ sợ vậy đó. Cho nên phải nhẫn với những điều không như ý nha, nhẫn với cái thân này, nhẫn với lại cái cảnh bên ngoài, thời tiết vật thực thuốc men, nhẫn với lại cái điều không như ý. Vì tưởng tượng nha, Đức Phật dạy đó, người tu á, người ta chửi mắng mình á, mình không có được giận ha. Người ta đánh mình á cũng không được giận ha. Người ta chém mình á, người ta cưa mình ra mình không có giận. Ba bậc như vậy đó, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Xin nói cho quý vị nghe gì để quý vị biết mai mốt quý vị mà đi xuất gia đó, quý vị nắm được cái ý này để quý vị thoát được ha, thoát được, bị trả được cái nghiệp, để được an vui ha. Rồi cái thứ sáu á, là tinh tấn ba la mật. À, tinh tấn thông thường thì mình nghe có bốn điều phải không? Tinh tấn những điều ác đã làm không làm nữa, những điều ác trong quá khứ sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu say sưa, đã những điều ác đã làm không làm, rồi điều ác chưa làm đừng có làm ha, không làm cái điều ác. Nguyện đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Rồi, những điều, cái thứ ba là những điều thiện đã làm thì tiếp tục làm, có phước, ha, tạo được phước. Rồi, cái thứ tư á, mình làm điều thiện, ha, tức là những người mà trước giờ không có làm điều thiện đó, không có bố thí, không có tam quy ngũ giới, không có tu tập, không có nhẫn nhịn rồi đó, thì bây giờ phải làm những điều thiện ha. Còn nó có cái tinh tấn này, nó có một cái nghĩa khác nữa đó. Đối với cái người mà tu thiền á, là tinh tấn đưa tâm mình trở về với hiện tại. Như nhớ ba cái từ mà Đức Phật dạy đó: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đó. Tại vì tâm của chúng sanh mình á, một là nó truy tầm quá khứ, chấp thủ trong quá khứ; hai là nó phóng tâm, nó lo lắng trong tương lai, nó không có ở trong hiện tại được.
Mà người tu nha, người tu thì Đức Phật dạy đó là phải sống trong hiện tại. Hạnh phúc đó, là ngay bây giờ và nơi đây. Phải, cho nên mình phải luyện luyện cái gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ha. Rồi cái thứ sáu ở đây là tinh tấn xin lỗi, cho nên là chân thật, chân thật ba la mật, sắc gia là chân thật. Người tu là phải chân thật, phải thành thật ha. Mình ví dụ mình nguyện bố thí, mình chia sẻ Phật pháp, là mình thi ân bất cầu báo, chân thật, không có mong cầu. Rồi mình thấy pháp nó như thế nào thì mình phải chánh niệm tỉnh giác, hay biết các pháp nó như thế ấy, không thêm không bớt. Tại vì pháp nó là sanh nó diệt, nó vô thường, mà nó sanh diệt, pháp nó vô thường, nó vô ngã. Đó là mình nói pháp, và ở đây là mình nói là cái chân chánh ba la mật á, cái người này là phải tu hành tinh tấn chân thật ha. Người tu là phải chân thật. Chứ bà xạo lường gạt là không có được. Thì cái người mà có cái tâm lường gạt á, người đó tâm người đó không có yên. Vì để nghe, trên đời này có nhiều đạo lắm, mấy ông cha nhà thờ, mấy ông tinh lành, mấy ông tu sĩ, rồi mấy ông bà la môn rồi đó. Nhiều khi vì tiền tài danh lợi đó, không có chân thật, lường gạt người ta. Mà những người lường gạt là những người không có phước, người đau khổ lắm. Mình được, nhiều khi mình lường gạt người ta mình được đó, nhưng mà sau này đó cái tâm mình không có yên, đau khổ lắm. Cho nên Đức Phật dạy ha, người tu là phải chân chánh chân thật, phải có bố thí nè, phải có giữ giới. Có sao nói vậy người ơi ha. Rồi lo tu hành ha, hướng tâm đến phải chân chánh tu tập của người, thân tâm người đó lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, nên người đó mới là người trong sáng thanh tịnh. Người mà chân thật á, thì được nhiều người thương mến. Người chân thật á, thì mới có đến đạo quả được. Rồi cái pháp thứ 8 á, là Atthithana Parami. Atthithana là quyết chí, là cái người chí nguyện ha. Ví dụ giờ mình thấy đời mình có những cái nỗi khổ, nhiều cái lầm lẫn trong quá khứ, nhiều cái sai lầm, mình hại mình, hại người, hại bạn. Mình bây giờ mình ý thức rằng đời mình khổ à, thì bây giờ đó mình thấy Phật pháp là chân lý, là sự thật ha. Thì bây giờ mình chấp nhận con đường này, mình thọ tam quy ngũ giới và mình quyết chí tu tập ha, là quyết chí đó. Quyết chí tu tập. Ngày nào cũng phải tụng kinh niệm Phật, ngày nào cũng bố thí giữ giới ha, ngày nào cũng hạnh nhẫn, ngày nào cũng hành tinh tấn. Mình phải quyết chí để mình đạt được cái nguyện của mình. Nguyện đó, cái nguyện của mình đó là đạo quả, đạo quả niết bàn đó. Chứ nhiều người không có học á, không có trí tuệ ba la mật á, họ đi chùa họ cũng vui đó, họ vui, họ đi chùa họ cúng dường, họ làm phước, họ nghe kinh, rồi họ thấy có cái hỷ thấy. Rồi cái họ ngưng đó à, họ không có tiếp tục tu nữa. Vì để coi đa số là như vậy. Họ vô chùa, họ tụng được bài kinh, rồi họ niệm Phật được 50 phút, người lại vui lắm. Cái họ có cái hoan hỷ, rồi họ không có tiếp tục. Nhưng mà tới đó chưa có đủ, chưa có đến nơi. Tại vì quý vị nhớ năm cái chi thiền của thiền định không? Tầm tứ đó là một. Rồi cái thứ ba, cái thứ hai là hỷ, phải không? Tầm tứ mình nhất tâm trên đề mục á thì nó có hỷ. Thì cái hỷ này á là mới là bước thứ hai thôi. Rồi cái thứ ba là an lạc, rồi thứ tư là định. Nhưng mà thường thường người ta đó bị kẹt ở cái chỗ là hỷ lạc. Người ta tưởng đâu tới đây là đủ rồi, mình tu vô đây là vừa thôi, được rồi. Mình ta tự mãn. Người ta tự mãn ở đó thì người ta kẹt ở chỗ đó. Giỏi lắm là sanh về những cõi trời thôi.
bố thí, giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, thiền định thì cao lắm là sanh vào những cõi trời vô sắc giới thôi. Cho nên người tu là không có tự mãn ha. Tại vì mục đích của mình là niết bàn thanh tịnh, giải thoát khỏi tam giới. Cho nên cái gì nhớ nha, đừng có tự, phải có cái chí nguyện, quyết chí cho tới cùng. Kiếp nào sinh ra cũng lo tu tập, quyết là kiếp nào cũng mong gặp được chánh pháp, tu tập đắc đạo quả. Chứ đừng có tự mãn nha. Mình đa số mình ở đây là ai cũng bị kẹt á. Mình nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Thành ra mình phải coi lại mình ha. Rồi cái thứ chín á, thứ chín là tâm từ, metta là tâm từ, ba la mật. Tâm từ là mình phải thương ha, thương mình và thương người. Chúng sanh mình si mê lắm quý vị. Mình không biết thương mình. Sư bây giờ sư nhớ lại hồi nhỏ đó, bạn bè sư cũng vậy đó. Hồi nhỏ đó vui đùa chơi bời lêu lỏng lắm. Mình tưởng đâu là vui. Quý vị biết không, đi ăn đi nhậu nè, mà nhậu là rượu vô là mất trí, dễ sợ lắm quý vị, mất trí, lái xe liến xiển, rồi hút thuốc, hút thuốc lá, rồi đi chơi bậy bạ, hại sức, thức khuya, cho nên như vậy là vui, rồi đi lường gạt người ta, đi xạo sự, đi chơi những cái chỗ rất là nguy hiểm, mà mình cho là vui. Khổ như vậy đó, khổ mình hút thuốc lá, cái phổi của mình nó đang đỏ, đang hồng như vậy đó, mà vì hút thuốc lá vô 3 ngày là nó độc liền, rồi rượu rồi uống vô một cái là cái trí của nó mất trí liền, tai hại lắm. Rồi ăn uống, ăn đồ bổ, đồ béo, ăn mỡ rồi vô, ăn những thứ dữ vô, riết cái sanh ra bệnh. Mình không có biết. Thương người, không có biết thương gia đình mình. Trong gia đình mình cứ hồi nhỏ mình không biết, mình hơn thua anh chị em. Mình hơn giành dữ lắm. Ra đời cũng vậy đó. Mình không có từ bi, mình không có thương. Mình khi mình chơi sát gián mình hại người hại bạn dữ lắm. Mà cái người mà như vậy đó, cái người đó không có vui, không có an vui. Cái người an vui là cái người biết thương mình ha, cái người biết thương mình. Cái người biết thương mình là những người biết làm việc thiện, đi giúp đời, thọ tam quy ngũ giới, rồi tụng kinh niệm Phật, rồi hành thiền, lúc nào cũng cố tâm chánh niệm tỉnh giác, không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm thanh tịnh. Đó là cái người có từ bi. Cái người phải thương mình. Cái người mà thương được mình đó, mình mới thương được người khác. Để ý coi, mình thương được mình đó, thì mình mới thương được người khác, thương người gia đình mình, thương những người chung quanh mình. Như Đức Phật đó, quý vị lấy Đức Phật làm kim chỉ nam. Đức Phật các ngài từ bi với chính mình đó. Lúc còn là thái tử, ngài thấy mình là khổ, phải không? Mình bị kẹt trong cái hoàng cung này, kẹt với gia đình, với vua cha, với con, với vợ. Mình bị tha mái, mình bị ngã mạn, mình đau khổ. Ngài thương mình, làm sao tu để giải thoát? Rồi làm sao để cứu độ chúng sanh? Cho nên ngài phải hy sinh từ bỏ vàng, bỏ vua cha thương mến, bỏ vợ đẹp con ngon, bỏ dì mẫu, bỏ hết anh em họ hàng, bỏ hết cung phi mỹ nữ, hy sinh hết tất cả. Rồi ngày lo ngày tu, thì khi mà ngày tu á, ngày từ bỏ cái tham sân si của mình á, đó là cái người biết thương mình, và cuối cùng ngày đắc được đạo quả, ngày thành tựu chân lý tứ diệu đế. Rồi Ngài đi độ chúng sanh. Vì thế không? Độ vua cha, độ dì mẫu, độ vợ, độ con, độ anh em, họ hàng, quyến thuộc, độ biết bao nhiêu chúng sanh đắc được đạo quả. Vì tưởng tượng là cái phước, cái đức đó tới bây giờ mình vẫn còn được hưởng đó. Mình bây giờ mình hưởng cái phước đó. Mình có tam tạng, có nhiều người thương mến giúp đỡ mình tu đó.
là mình phải nghĩ tới cái ân đức của Đức Phật á. Ân đức Ngài lớn lắm ha. Thì Ngài là người từ bi, Ngài thương mình và thương hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở cõi trời Ngài cũng thương nữa. Thầy ở cõi trời mà hết phước vẫn bị tục sanh quý vị. Chúng sanh ở địa ngục thì đương nhiên là khổ rồi, súc sanh là quá khổ rồi, thấy là phải thương rồi. Thì cho nên quý vị thấy không, mình phải như Đức Phật ấy, thì từ có từ cái chỗ mà có từ á, thương á, thì nó mới có bi, mới giúp, mới có hỷ, có xả, có tứ vô lượng tâm á. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Rồi cái pháp ba la mật thứ 10 nè, là xả ba la mật nè. Tâm từ ta trao dồi, tâm bi thương hết chất tất cả chúng sanh, tâm hỷ ta trao dồi vui hòa cùng vạn pháp, tâm xả ta trao dồi, tâm xả ta trao dồi là phải từ bỏ hết phiền não hả. Thì cái tâm xả là mình tu xong rồi mình phải từ bỏ những cái phiền não. Chứ tu là dính mắc nha, cái dù mình bố thí mà mình còn dính mắc trong bố thí của mình trì giới, rồi mình còn dính mắc trong cái trì giới xuất gia, mình dính mắc trong xuất gia trí tuệ, rồi mình dính mắc mình cho mình có trí người khác không có, thì mình còn dính mắc á, là mình còn bị kẹt. Mà mình bị kẹt là sao, là do cái ngã, do cái tha mái. Cho nên á, người tu là phải buông xả hết tất cả, buông xả hết. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là mình không có trụ vào một cái gì hết cả, kể cả Phật pháp. Phật pháp mình học đây đó, mình học cho biết để mình biết đường mình tu thôi, chứ không phải mình chấp vô nha. Mình không có chấp vô trong tam tạng. Giống như một người mà đi từ bên bờ sông bên này mà qua bên bờ kia sông á, người này phải dùng một chiếc thuyền. Nếu mình bơi qua được bên kia bờ rồi, mình phải bỏ chiếc thuyền lại rồi mình đi, mình mới thông dong tự tại. Còn người nào á, qua bên kia bờ rồi á, mà còn ôm vác cái thuyền đi người đó vẫn còn bị khổ ha. Cho nên nhớ ha, phải thành tựu pháp từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm. Xin nói như vậy mà cũng xong rồi ha, 10 pháp ba la mật rồi phải không? Thì quý vị nhớ nha, 10 pháp ba la mật này đó không đơn giản đâu nha quý vị. Từ khi mà vị Bồ Tát Sumatho đó, khi mà Ngài phát nguyện tu thành Phật, lẽ từ đó Ngài tu tới 4 A Tăng Tỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp thì mới thành tựu 10 pháp ba la mật đó quý vị. Không phải dễ đâu. Kiếp nào Ngài sinh ra, dù là thú hay dù là người, dù là chư thiên, lúc nào Ngài cũng thực hành 10 pháp ba la mật hết đó. Thí dụ như là một con thú, thí dụ Ngài là một con voi đi, Ngài cũng là một con voi chúa đầu đàn, luôn luôn giúp đỡ anh em mình ha, khó khăn ha, cùng giúp đỡ với nhau ha. Rồi có khi Ngài là con khỉ, con khỉ đầu đàn, con khỉ trí tuệ thông minh, giúp đỡ huynh đệ mình những lúc mà tránh những cái thợ săn ha, hoặc là những lúc mà băng qua sông, Ngài dùng những cái cách để mà cho huynh đệ mình băng qua sông một cách an toàn. Có khi Ngài là con quạ đen, mình thấy con Ngài con quạ nó xấu xí á, nó sẽ ghét con quạ lắm nha, nó bay vòng 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 vòng, nó cứ ăn mấy con chim con ở trong mấy cái ổ này nè, sẽ ghét lắm, nó xấu xí lắm, nó tham ăn lắm. Mà có một kiếp á, Ngài là con quạ đó, mà con quạ này á, nó rất là thương cha mẹ nó. Ngày nó đi kiếm ăn xong rồi nó mang thức ăn gì cho cha mẹ nó. Một hôm nó bị thợ săn bắt. Nó khóc. Thợ săn nói mày xấu xí cà chớn gì mà giờ dính bẫy là khóc. Thợ săn nó khóc, con quả nó khóc, tôi không có sợ chết. Tôi sợ khi tôi chết là cha mẹ tôi sẽ chết. Tại vì không có ai săn sóc cho ông bà hết á. Ông thợ săn ông thấy thương, ông thả nó bay đi, trở về giúp đỡ cha mẹ nó. Vì thế
trong nhiều kiếp, nếu mà lỡ mà sai á, mà đọa dù là thú á, à, Bồ Tát cũng thực hành 10 pháp ba la mật. Rồi nhiều nhiều kiếp làm người, có khi làm vua, làm quan lớn, có khi là thương gia, có khi là thuyền trưởng, có khi là làm người bán ve chai, có khi làm đạo sĩ, đạo sư, đạo sĩ, lúc nào ngài cũng thực hành 10 pháp ba la mật hết đó. Rồi có khi ngài là chư thiên ở những cõi trời cũng cũng thực hành 10 pháp ba la mật. Mà quý vị biết không, cái dòng sanh tử luân hồi trong tam giới đó, sanh đi tái lại lại 4 a tăng tỳ và 100.000 đại kiếp. Quý vị tưởng tượng một a tăng tỳ kiếp đó, nó giống như là quý vị tưởng tượng một cái cây số vuông, làm cái thùng á, cái thùng là một cây số vuông, trong đó là chứa hạt hạt hạt, hạt mè á, mà mỗi một năm á nó chỉ vơi đi một hạt thôi, mà 4 a tăng tỳ kiếp gì đó, bốn cái thùng cây số vuông gì đó, rồi 100.000 đại kiếp nữa, lâu lâu dài lắm vậy. Tại vì cái pháp ba la mật này nó khó lắm, mà nó không phải đơn giản, cho nên ví dụ như giờ mình tu đây đó thì mình cũng tạo tạo ba la mật chút đỉnh gì thôi, chứ mình không có hoàn hảo đâu, mình không hoàn hảo đâu. Cái gì nội nội cái thí, nội cái bố thí không, bây giờ mình ngẫm nghĩ coi mình bố thí được nhiêu, phải không? Bố thí công sức nè, bố thí tài sản nè, rồi bố thí trí tuệ nè. Mình thứ nhất là mình đâu có bao nhiêu, thứ hai nữa là mình bố thí được bao nhiêu. Cho nên á, dĩ nhiên là mình cố gắng thôi, cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu. Ví dụ giờ mình giữ giới nè, tam quyên ngũ giới nè, mình giữ giới được bao nhiêu thì mình mới, ví dụ mình thọ giới đó, nhưng mà nhiều khi tiếng ngồi sau á, mình phạm giới không chừng á, còn cái người Bồ Tát á, dù chết chết họ cũng không phạm giới nha, dễ sợ gì đó. Thì 10 pháp ba la mật là theo cái suy nghĩ nông cạn của sư là như vậy. Thì sư muốn chia sẻ với quý vị để quý vị có một cái nhìn ha, lo tu hành tinh tấn. Dạ mô Phật. Sư thấy tới đây thời gian đến đây vừa phải lẽ, trước khi dứt lời nguyện cầu an tâm bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị được an vui khỏe mạnh, lúc nào cũng thực hành Bồ Tát hạnh ha, lúc nào cũng tu hành tinh tấn, lúc nào cũng gặp được chánh pháp trong đời này và trong nhiều nhiều kiếp về sau, cho đến khi nào mà thành tựu đạo quả, tức là khi nào mà thành tựu trở thành thinh văn đệ tử Phật, hay là độc giác Phật, hay là Phật toàn giác. Ước mong tất cả quý vị lúc nào cũng an vui trong chánh pháp nha. Một phần xin gửi mic lại cho MC ạ. Một phần Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng rất là kính tri ân sư Thanh Tâm. Hồi sáng giờ là coi như là bóp trán suy nghĩ bài pháp cho tụi con, rất là xa thú bạch sư. Nguyên như xin kính mời đạo tràng có thể gửi là lên cho sư chủ râm những cái dòng qua nha quý vị. Hôm nay sư Thanh Tâm giảng rất là xuất sắc, con rất là hoan hỷ và con biết đạo tràng cũng rất là hoan hỷ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Vavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba bhuta nuvabe nasada suti phabang tu te vavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba bhuta nuvabe sada suti phabang tu te vavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba dhamma nuvabe nasada suti phabang tu te
Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sankha nupave nasada soti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thanh lợi thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tin cha te sam be bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha pung ga la sang khô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ga tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no wo tin sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tề y đằng nô nha thì nằng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha thì nằng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha thì nằng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày mà chúng ta tiếp tục học cái phần học nhóm dựa theo cái cuốn sách mà Châu Nguyễn đã làm theo giáo trình của thầy Kinh Milanda. Chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại với nhau rất là chậm về những cái chi pháp căn bản của cái môn vi diệu pháp cơ bản của thầy. Đây là Nguyên Như nghĩ đây là một cái cơ hội rất tốt để mình ngồi xuống mình cùng ôn với nhau. Nếu mà cái chỗ nào mình hiểu sai đó thì mình có thể cùng nhau mà cải chính tri kiến. Thì cái lúc này là lúc mà mình nói ra những cái mà học trò mình hiểu. Thì những cái gì mà mình không hiểu thì mình có thể ghi xuống để mình có thể hỏi thầy và Ngài Liễu Tông và Sư Tâm. Nguyên Như xin mời quý vị mình cùng nhau join cái group này. Thì Nguyên Như cảm thấy là nó rất là lợi ích cho tất cả mọi người. Thì nếu mà có cái chỗ nào mà sai sót á, thì xin mọi người cùng đóng góp ý kiến để mà cùng nhau làm tốt lên về cái vấn đề học pháp của chúng ta. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.